À, chị ơi, hôm nay mình ghé bên em làm tiếp liệu trình ạ. À? Ừ, đúng rồi, bữa nay là được lần thứ năm rồi em. Dạ, lần thứ năm. Chị cảm thấy là cái làn da của chị nó trên cả tuyệt vời. Ừ, chị thích không quá thể chị. làn da chị có thể mà trở lại được, nó còn đẹp lúc trước đó em. Tại biết sao không, lúc trước á thì chị không có thời gian chăm lo cho bản thân. Dạ. Nó chỉ biết chồng con thôi, lo cho chồng, cho con, cho gia đình thôi. Nhưng mà em biết không, khi mà mình giống như mình già, mình xấu thì mình không chăm sóc cho bản thân mà. Thì chồng chị ra ngoài có vợ bé. Ôi vậy hả chị? Cho nên khi mà chuyện nó xảy ra đó, chị nhận thức được là phụ nữ là không chỉ lo chồng con không đâu, mà mình phải đẹp nữa em. Dạ cho nên chị đúng mới rồi. tìm tới đây. Dạ đúng rồi, phụ nữ đúng là đẹp, đẹp và đẹp. Mình lo cho chồng cho con nhưng mình cũng phải chăm sóc sức khỏe Đúng cho mình, rồi, cho đúng sắc đẹp của rồi. mình chút xíu thì mới được. Hy sinh quá là không có được đâu. Bây giờ sao chị tức lắm luôn, cho nên quyết Vậy tâm chị phải đẹp cho bằng được. vậy luôn hả chị? Tức là chị ghé bên em đúng không? Đây là lý do chị ghé bên em. Thế chị có hài lòng khi mà cái sự quyết định của chị là ghé đến BB Thanh Mai làm đẹp không ạ? À? Nói chung thì BB Thanh Mai thì chị cũng biết qua bạn chị rồi, là Dạ. bạn chị có tới đây rồi á, cũng là làm liệu trình da. Thì Dạ. khi mà chị tâm sự với bạn chị rồi, chị cũng nói về cái tình trạng da hiện tại của chị á, thì bạn chị khuyên là tới BB Thanh Mai để thăm khám đi. Dạ. Tại chị biết sao không? Khi mà phụ nữ mình đẹp hơn á, mình xinh tươi hơn, mình khỏe khoắn hơn á, tự động mình cũng thu hút được nhiều tài lộc hơn chị Cái nha. cuộc sống nó Cuộc thuận sống đúng lợi hơn em, rồi. như công việc của chị bây giờ nó rất là trôi chảy luôn. Chị cảm thấy là chị Dạ. tự tin hơn lúc trước. Giống như lúc trước mình xấu đi, Dạ. rồi mình già đi, chị tiếp xúc với người chị ngại lắm. Công việc của chị Ừ. nó không có được thuận lợi thì lúc nào mình cũng cảm giác mình mặc Tự cảm, mình tự ti, ti. đúng Đúng rồi. rồi. Tự ti, buồn, công việc không có thuận lợi, không có xinh đẹp, cũng không có thích tiếp xúc nhiều. Mình cứ lại cứ trong cái vỏ bọc của mình mãi không có được. Mình phải thoát ra, ghé BB Thanh Mai làm đẹp, càng ngày chị sẽ càng đẹp hơn. Và chị có công nhận là bây giờ chị xinh đẹp hơn, cái tự nhiên chị thu hút được nhiều tài lộc. Đúng Công rồi. việc tốt, Nó niềm suôn sẻ vui. hơn, nó thuận lợi Dạ hơn đúng em. rồi. Vậy thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục làm cái liệu trình BAB công nghệ huyết tương giàu tiểu cầu. Vậy là trước đây da mình tối màu lắm, Tối nó bị xỉn nám mà. nữa. Sau cái liệu trình của mình mấy lần mà da chị đẹp vậy bác ha? À, cái này mình đã làm sau đó là 4 lần rồi, thì hôm nay chị 4 tới là lần. làm lần thứ năm. Thì mình Dạ. thấy là cái chất lượng da của chị cải thiện rất là tốt, đó là nó trong hơn, nó đều màu hơn, Nó đều da dạ. chị khỏe hơn. hơn, Bởi vì nó hôm mịn đầu chị hơn. tới là da nó rất là yếu, nhưng hôm nay mình Dạ. thấy là chất lượng da nó khỏe, da Khỏe. khỏe hơn rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tin tưởng và cho BB Thanh Mai có cơ hội để chăm sóc chị, yêu thương chị rất là nhiều luôn nè. Lần tới khi mà ghé BB Thanh Mai chắc chắn là mình sẽ dẫn bạn đi cùng Chắc để được chắn. trẻ giống chị, thu hút được tài lộc nhiều giống như chị vậy đó. Cuộc sống mình sẽ vui tươi hơn. Phụ nữ mình ơi hãy làm đẹp, đẹp, đẹp nữa và đẹp mãi nha. Đúng rồi em. Chắc là để không có mất nhiều thời gian của chị, bây giờ em mời bác điều trị cho chị luôn Được, nha. mình bắt đầu. Dạ, Dạ, mình nằm mời xuống để bác bác đây điều nè. trị cho mình nha. Nha, em mời mình nằm xuống ạ. Thư giãn thoải mái nha chị. Rồi, cảm ơn em. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có nghe chị chia sẻ chưa? Phụ nữ ơi đừng có hy sinh quá nhiều. Hãy nghĩ cho bản thân mình chút xíu nha. Đồng ý là mình sẽ có chồng nè, mình chăm lo cho gia đình nội ngoại, con cái, chồng con, mình sẽ làm hết tất cả. Phụ nữ Việt Nam muôn năm, phụ nữ Việt Nam là nhất về cái khoản này luôn á. Nhưng mà nhớ nha, đừng bỏ bê mình, đừng có nghĩ là mình là phụ nữ rồi thì mình có quyền buông bỏ, buông xóa hoặc là bê bối lụm thụm này nọ kia nha. Hãy chăm sóc cho mình, hãy nghĩ đến mình nhiều hơn để cho mình được ngày càng đẹp hơn. Thì dĩ nhiên là khi mình đẹp, mình tự tin, cuộc sống của mình nó cũng thu hút được nhiều tài lộc, mình vui hơn, mình tươi hơn, mình mang niềm vui đến cho mọi người chứ không phải chỉ mình bản thân mình nữa. Cho nên là nhớ nha, còn cái gì nữa mà không bốc máy lên gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 18006617 để được giải đáp tất cả những thắc mắc và được trẻ hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Và chắc chắn là các bạn cũng sẽ được thăm khám tư vấn miễn phí với lại bác sĩ của BB Thanh Mai luôn. Những bác sĩ rất là giỏi, rất là cao tay, rất là nhiều năm kinh nghiệm và rất là dễ thương nữa. Cả nhà mình nhớ nha, 18006617. Nhớ nha, hẹn gặp cả nhà ở những cái buổi livestream tiếp theo. Yêu cả nhà rất là nhiều.